Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tiết học nữa trong khóa học luyện thi chú cùng với cô Mai Phương Và trong tiết học ngày hôm nay thì cô Mai Phương sẽ hướng dẫn chúng ta luyện nghe nhé Chàng nghe này nói đến đây thì đã có rất rất nhiều bạn cảm thấy rất là háo hức đúng không nhỉ? À, chúng ta rất muốn được học luyện nghe nhiều bởi vì là giữa kỹ năng nghe với kỹ năng đọc thì các em nghĩ rằng là kỹ năng nghe là kỹ năng mà các em sẽ cảm thấy là bị yếu hơn này, lo lắng hơn đúng không? Thế nhưng mà cô cũng chia sẻ với chúng ta một cái bí mật sau đây nhá. Là cô Phương dạy rất rất nhiều học sinh rồi có thể nói là hàng ngàn học sinh rồi ngay kể cả ở lớp ở trung tâm ấy lớp offline mà cô phương dạy ấy, thì học sinh vẫn là được điểm nghe cao hơn so với điểm đọc nhá chúng ta đừng có nghĩ rằng là à, các em sợ nghe và có nghĩ, điều ấy có nghĩa rằng là các em sẽ bị điểm nghe thấp hơn điểm đọc đâu tất nhiên cũng có những bạn nghe kém hẳn hơn so với đọc nhưng ấy sau khi luyện một thời gian rồi ấy, thì điểm nghe lại là mình rất dễ để mình đạt được điểm số cao hơn trong cái điểm đọc thì càng về sau nó lại càng chậm lại nếu như ở mức khoảng 450 đến 500 điểm thì phần đọc vẫn là cứ chiếm nhiều ưu thế hơn Nhưng mà càng lên cao ấy thì các em sẽ dần dần các em sẽ thấy rằng là điểm nghe có rất rất nhiều học sinh của cô là đạt điểm tối đa của phần thi nghe rồi đấy 495 trên 495 điểm của phần thi nghe này Còn trong khi đấy điểm đọc cô chưa có một học sinh nào đạt điểm tối đa của phần đọc Đấy đấy nha. Nhưng mà ở khoảng mức là 450-500 điểm đầu ấy thì thường là các em sẽ có cái điểm đọc cao hơn Ok, có nghĩa là ý cô có nghĩa là nếu như em đạt điểm chuỗi khoảng 450 điểm hoặc là 500 điểm ấy thì cái điểm thành phần giữa nghe và uh, cái mức độ tương đối giữa nghe với cả đọc ấy thì đọc thường là cũng sẽ được điểm cao hơn so với nghe. Thế nhưng mà càng lên cao thì điểm nghe lại càng càng, càng dễ thở hơn so với đọc đấy nhá. Ok, để trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước vào phần luyện nghe và phần luyện nghe đầu tiên của chúng ta đó chính là phần part 1, picture description. Đó chính là phần miêu tả tranh và với phần này chúng ta sẽ được học chiến lược luyện thi và chúng ta cũng sẽ luyện tập để các em có thể có một cái điểm số khả dĩ và có thể điểm số rất rất cao ở phần part one này nhá thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là phần part one này thì cái yêu cầu của bài đối với thí sinh như thế nào nhé phần part one này chúng ta sẽ có một cái, cái gọi là direction tức là cái hướng dẫn cái hướng dẫn ở trong băng các em sẽ được nghe cái hướng dẫn này For each question in, the, in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on the answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in the textbook book and will be spoken only one time. đối với mỗi câu hỏi của phần này chúng ta sẽ được nghe bốn cái câu miêu tả về một bức tranh ở trong cái quyển sách đề. Ở đây có một cái quyển đề ấy, quyển đề thì gọi là test book. Khi mà chúng ta nghe những câu miêu tả này thì bạn sẽ phải lựa chọn cái câu miêu tả mà miêu tả đúng nhất những gì bạn nhìn thấy ở trong bức tranh. Sau đó, hãy tìm số của cái câu hỏi đó ở trong cái tờ phiếu trả lời gọi phiếu answer sheet thì chắc các em cũng biết rồi đúng không Mình có một phiếu answer sheet và hãy khoanh cái đáp án trả lời đúng của mình vào. Uh, những câu miêu tả này sẽ không được in vào trong sách đề đâu và sẽ chỉ được đọc duy nhất một lần thôi ok nhá nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe thử một bài trước khi mình luyện nghe để cô muốn các em cũng cùng thử sức với dạng bài này xem là trước khi học thì các em có cảm thấy dạng bài này khó hay không và uh, nếu khó thì mình sẽ phải làm gì để mình có thể crack được nó hoặc là mình hack được nó nhưng mình làm sao để mình vượt qua được cái phần thi này nhá. Thì trước tiên cô mời các em cùng luyện nghe. Các em hãy nghe thử một cái bài nghe. Sau đây ở phần part 1 picture description, mình nghe xong mình xem thử xem là dạng bài này có khó hay không nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta đang có cái bức tranh đầu tiên, đó là bức tranh nào? Bức tranh này là bức tranh một người đàn ông đúng không ạ? Các em có thể nhìn thấy ở đây là bức tranh một người đàn ông đang đeo một cái túi ở trên vai, đúng không nhỉ? Thì khi nghe các em sẽ được nghe bốn đáp án a b c d, được chưa ạ? Và các em sẽ thử nghe giúp cô xem là cái câu nào sẽ miêu tả đúng nhất với cái bức tranh này đúng không ạ rồi các em sẽ nghe nhé Ok. Vừa rồi các em đã được nghe 6 câu hỏi của phần Part 1 Picture Description. Ở bài thi TOEIC format cũ ấy thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi ở phần Part 1 này. Trong khi đấy ở bài thi TOEIC format mới thì chúng ta chỉ còn 6 câu hỏi thôi. lý do tại sao uh, ETS lại cắt giảm số lượng câu hỏi của phần Part 1 này từ 10 câu xuống còn 6 câu thôi? Thì đấy chính là bởi vì là cái phần này của chúng ta ấy Đây là một cái phần thi dễ nhất trong bài thi nghe của chú ích Và vì thế nên người ta quyết định là ừ, dễ à, cho ít câu lại Phần nào khó thì sẽ cho nhiều câu lên Đúng không ạ? Và vì thế nên là phần này bị cắt giảm từ 10 câu xuống chỉ còn có 6 câu thôi ở trong phần thi vừa rồi các em thì các em đã được nghe 6 câu hỏi của bài thi Twitch format mới Và với 6 câu hỏi này thì không biết là đáp án như thế nào các em nhỉ Bây giờ mình sẽ cùng uh, xem chi tiết đáp án của các câu hỏi này nhé Ok, ở câu hỏi đầu tiên đây là bức tranh một người đông đang vác một cái gì đấy trên vai, đúng không ạ? Và chúng ta có bốn đáp án như sau. Đáp án A, he is picking up a bag. B, he is cycling on the road. C, he is climbing some rocks. D, he is wearing a jacket. Thì đáp án A ở đây là anh ấy đang nhấc một cái túi lên. Đấy, nếu mà nhấc túi lên thì đây là một đáp án sai đúng không? bởi vì cái này là người đông đang đang mang cái túi ở trên vai chứ không phải là đang gì không phải là đang nhấc túi lên vì thế đây là một đáp án sai đáp án b he's cycling on the road cái này có phải là cycling không ạ cycling là gì ạ cycling là đi xe đạp đúng không vậy thì đây cũng là một đáp án sai đáp án c he's climbing some rocks là anh đang trèo lên một số những cái tảng đá cái này cũng sai đúng không Uh, đây không phải là là hành động trèo bức tranh này là người nông đang đi bộ ở trên đường thôi đáp án đúng của chúng ta là là bán đi he's wearing a jacket tức là anh ấy đang mặc một cái áo khoác một cái áo jacket ở bên ngoài vậy em thấy rằng là ở trong bức tranh này ấy, thì mặc dù là chúng ta bị uh, hút vào cái hành động là người nông đang khoác đang đang ở đâu đang 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 gì ạ à? đang xách một cái túi ở trên vai nhưng đáp án đúng lại là người nông ấy mặc một cái áo khoác choàng ở bên ngoài một cái áo khoác bên ngoài một cái áo jacket bên ngoài và đây là đáp án chính xác của câu đầu tiên ok nào một câu tiếp theo nữa đây cũng là một câu có trong bài thi nghe vừa rồi chúng ta đúng không nhỉ à, câu này chúng ta có một người phụ nữ đang làm việc ở trên máy tính xung quanh có một số những cái ba lô để dưới đất như thế này một số những cái ghế như thế này vân vân cửa ở đây đúng không ạ thì chúng ta có những câu như sau đáp án a một người phụ nữ đang làm việc ở trên máy tính laptop thì đây là đáp án chính xác của câu này rồi, đúng không ạ? Đáp án B, a woman's drinking from a bottle. Ở đây chúng ta có chai nước ở đây nhưng mà người phụ nữ không đang uống nước, đúng không? Vậy thì đáp án B là đáp án sai nhá. Đáp án C, a woman stacking some furniture. Furniture là đồ đạc thì ở đây các em thấy là cũng có đồ đạc ở đây đây Nhưng mà động từ stacking Đây là một trong những động từ rất quen thuộc của Choi Fat One Thì động từ stack này có nghĩa là Xếp chồng, xếp đống lại với nhau Tức là những cái ghế này người phụ nữ đang xếp chồng Những cái đồ đạc này lại với nhau Thì đây cũng là một đáp án sai Đáp án D A woman putting items in a backpack Người phụ nữ đang cho một số những cái đồ vào bên trong ba lô Thì cái này cũng sai đúng không? Đáp án đây rõ ràng là đáp án đây Người phụ nữ đang làm việc ở trên máy tính laptop đúng không ạ. Ok nhá. nào câu số 3 <laughs> Đây cũng là một bức tranh ở trong cái phần thi vừa rồi các em và các em thấy ở đây có hai người uh, phụ nữ đang ngồi ở ghế đúng không ạ? Và họ đều đang tập trung vào cái công việc của họ. Một người ấy đang đọc sách Còn một người thì hình như là đang xem điện thoại thì phải. Đúng không? Nhỉ? Nào, chúng ta có những câu như sau. đáp án A, they are seated in a waiting area. Tức là họ đang ngồi ở một cái, một cái phòng chờ, một khu vực chờ. Đáp án này có đúng với bức tranh không các em nhỉ? Đúng rồi, đúng không? Đáp án B, they are placing books on the table. Chúng ta thấy là ở đây có sách này. Nhưng mà nếu như nói rằng là người phụ nữ đang đặt sách lên trên bàn thì lại sai, đúng không? Hành động này không đúng rồi bức tranh. Đáp án C, one of the women is moving a chair. Một trong những người phụ nữ thì đang di chuyển ghế. Thì đây cũng là một đáp án sai. Và đáp án D, one of the women is watering a plant. Một trong những người phụ nữ thì đang tưới cây. Tưới cây, đừng tưới cây đúng không? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A nhá. Như vậy các em thấy rằng là ở đây thì nhìn được bức tranh như thế này, đôi khi mình có thể nghĩ rằng là họ đang đọc sách hay là đang xem điện thoại hay là vân vân, nhưng mà đáp án chỉ là họ đang ngồi ở khu vực chờ thôi, đúng không ạ? Thì đây chính là đáp án đúng của câu số 3. Một câu tiếp theo nữa. Đây cũng là một câu có trong bài thi nghe vừa rồi của chúng ta. Các em thấy là ở đây có những người họ đang họ đang xem biểu diễn Đúng nhỉ? Và đáp án đúng của chúng ta sẽ chính là gì đấy? À, đáp án B Some people are watching a performance Một số người thì đang xem một cái buổi biểu diễn Đây, ở đây có biểu diễn này Đấy, được chưa? Đáp án A A stage has been set up indoors Tức là một cái sân khấu đã được sắp xếp ở trong nhà Cái này không phải là trong nhà đúng không em? Đây là ngoài trời Trong nhà hay ngoài trời là những cái chủ điểm rất hay thi trong chuỗi part 1 nhá. Yeah. ở đây rõ ràng là à, là không phải là trong nhà, đây là ngoài trời, đúng không ạ? Trong nhà tức là nó phải kín cửa ấy ạ. Câu đáp án C là people are waiting in line for tickets. Mọi người đang xếp thành hàng để lấy vé. Cái này cái này không phải đúng không? Thứ nhất là đây không phải là hàng. Đó họ đứng gọi là túng năm tụm ba lại đây thôi và cũng không phải là mua vé làm sao chúng ta biết là họ đang xếp hàng để mua vé hay là mua cái gì đúng không còn đáp bàn đi a concert hall is unoccupied tức là một cái hội trường hòa nhạc thì không có người unoccupied cũng là một tính từ rất rất hay thi trong số phát hoàn và nó mang nghĩa là không có người ví dụ như một cái nhà vệ sinh chẳng hạn đang không có người thì sẽ nói là vacant hoặc là unoccupied không có người thì để tôi vào đúng không nhỉ Đấy nhá. Thì câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Và một tiếp theo, một câu tiếp theo thì chúng ta có một bức tranh tả vật. Ở bức tranh tả vật này các em thấy là không có người đúng không? Thì chỉ có mấy cái xe. Đấy và có mấy cái cây. Đấy, xe đậu như thế này, nhà. Đó. Thì đáp án đúng của chúng ta như sau. Đáp án A, some pedestrians are crossing at an intersection. Tức là một số những cái người gì đấy, pedestrians là những người khách bộ hành đúng không? Họ đang đi băng qua ở một cái ngã tư. Thì các em thấy rằng là ở đây không có người pedestrians nào cả, đúng không? Đáp án sai. Đáp án B, tree branches are being cleared off a walkway. Những cái cành cây thì đang được cắt khỏi cái con đường đi bộ. Thì các em thấy rằng là um... Ở đây thì không có ai đang cắt cây cả, đúng không? Vậy đây cũng là một đáp án sai. Đáp án C, some vehicles are facing a low wall là một số những cái xe thì đang đối diện với lại một cái bức tường thấp. Đây là một đáp án đúng này. Em thấy đây là có những cái xe và nó đang đối diện với một cái bức tường thấp ở đây. Đấy. Đấy thì đây chính là đáp án đúng của chúng ta nhá. Đây chính là đáp án C là đáp án chính xác. Đáp án D, a car is existing a parking garage. Một cái ô tô thì đang rời khỏi một cái gara đỗ xe thì em thấy rằng là ở đây không phải là gara đúng không? đây chỉ là vệ đường đây nó chỉ là cái pavement và mọi người đậu xe ở trên cái pavement này thôi chứ chúng ta không có cái gara nào ở đây cả được chưa nhở? thế thì đây trên đây vừa rồi chúng ta đang có gì à, các bức tranh đúng không? Và bức tranh cuối cùng của chúng ta ở đây đó là một người đàn ông ở trong siêu thị đúng không nhỉ? Có một cái giỏ đựng đồ và đang mua đồ. Thì chúng ta có đáp án A. A man is pushing a shopping cart. Một người đàn ông thì đang đẩy một cái xe đẩy trong siêu thị. Xe đẩy trong siêu thị chúng ta dùng từ shopping cart. Ở đây người đàn ông có đẩy không ạ? Không hề đẩy xe đúng không? Người đàn ông này đang dùng giỏ, một cái basket thay vì là shopping cart. Đáp án B. A man is paying for some groceries. Người đàn ông đang trả tiền cho một số những cái hàng hóa phải tạp hóa. Thì paying trả tiền thì đây rõ ràng không phải là đang trả tiền đúng không? Đáp án C, Summer merchandise is arranged on shelves. Một số hàng hóa, hàng hóa ở trong du người ta hay dùng từ merchandise. Một số hàng hóa thì được sắp xếp ở trên giá, trên những cái kệ này, trên những cái giá này. Thì đúng rồi đúng không? và đáp án đi Some baskets are lined up on the floor một số những cái giỏ thì được xếp hàng ở trên sàn nhà thì ở đây có mỗi cái giỏ người đang đang cầm thôi chứ chúng ta cũng không thấy những cái giỏ được xếp hàng ở trên sàn à, vì thế nên đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án c thì em thấy là với sáu câu hỏi như thế này thì đấy chính là cái kiểu thi của cho part one vậy thì Uh, dù là chuỗi format cũ chúng ta có 10 câu hay là format mới chúng ta có 6 câu hỏi như cái bài chúng ta vừa mới luyện ở đây thì các em cũng có thể thấy rằng là uh, một bài thi chuỗi phát 1 sẽ bao gồm có 6 kiểu câu hỏi. Đó, tức là bao gồm có như một bài chuỗi format mới chúng ta có 6 câu hỏi thì sẽ có 4 kiểu bốn kiểu ra tranh đúng không ạ? Thứ nhất là người ta có tranh tả một người. Tranh tả một người ví dụ tranh người đàn ông đang gì? À, vác một cái túi đấy, đúng không ạ? Thứ hai là tranh tả hai hoặc là nhiều người, ví dụ có hai người phụ nữ ở đấy, họ đang ngồi ở đấy, đúng không ạ? Người ta có thể miêu tả là hai người đấy đang làm gì, hoặc người ta có thể miêu tả là một trong hai người đang làm gì. Tiếp theo là tranh tả vật, tranh tả vật là tranh không có người luôn, tranh tả vật lúc ấy là chúng ta thấy rằng là có xe ô tô rồi là có nhà rồi có cây, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là tranh mà có cả người lẫn vật tức là tranh có cả người và có cả vật nữa và người ta có thể miêu tả người và cũng có thể miêu tả vật đúng không ạ thì có bốn cái kiểu như thế này và với sáu câu hỏi này ấy, thì target của chúng ta nhá đó là chúng ta sẽ phải đạt được cả làm đúng cả sáu câu đấy là mục tiêu mục tiêu này có quá tham vọng không em nhỉ có tham vọng không ạ có nhiều bạn bảo rồi sao cô gắt thế đúng không ạ nhưng mà phải gắt như thế thì chúng ta mới có thể đạt điểm số cao ở trong uh, bài thi Châu Listening được. Bởi vì là phần này là cái phần dễ nhất trong số các phần thi của Châu rồi. Vì thế nên là các em hãy uh, cố gắng, cố gắng hết sức nhá. À, mà nếu như mà để đạt được 6 trên 6 câu này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái gì? Để đạt được 6 trên 6 câu, thì các em sẽ cần phải có một cái lượng từ vựng là khoảng 700 từ. Có nhiều bạn bảo, ôi, 700 từ á? Thế thì làm sao mà em có thể em có thể đạt được 700 từ này đây thế nhưng nhá à, em các em cứ yên tâm bởi vì là học sinh của cô Phương ấy học sinh khóa nào cũng như khóa nào thì cũng phải học hết 700 từ này và bạn nào cũng học được cả mà cũng trả thấy bạn nào làm sao cả đúng không ạ các bạn đều học được vì thế nên các em cũng có thể làm được nhá thứ hai là chúng ta sẽ cần phải học mẹo những cái mẹo này thì yên tâm là cô Phương sẽ hướng dẫn chúng ta nhá và tiếp theo là chúng ta còn phải thi online nữa và cùng với cái video các em học ở đây thì các em sẽ còn phải thi online nữa Phần thi online này chúng ta sẽ có 300 câu hỏi Để đảm bảo chắc chắn rằng là chúng ta đạt được 6 trên 6 câu ở bài thi thực tế Thì các em sẽ phải luyện tập rất nhiều đúng không? Ở đây mục tiêu của chúng ta sẽ là phải thi 300 câu hỏi cho phần part 1 này Luyện xong chỗ này đi thi là yên tâm Cùng lắm thì xảy chân thì xảy chân một câu thôi Thì cũng nghĩ là 5 trên 6 cũng được đi Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà không thấp hơn 5 nhá Không thấp hơn 5 Đối với những bạn mà thi TOEIC format cũ thì các em cũng sẽ cố gắng là phải đạt được cái mức điểm số cao bằng cách là mình cố gắng đạt tới khoảng 7 hoặc 8 câu trên 10 câu nhá. Nào, bây giờ thì cô sẽ phân tích cho chúng ta thêm một chút những cái mẹo để các em có thể hiểu hơn ở phần thi TOEIC phát này nhá. Mẹo đầu tiên, các em cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất đó là một bức tranh ấy thì có thể được miêu tả bằng nhiều cách khác nhau thì khác nhau là như thế nào chúng ta sẽ cùng thử quay lại cái bức tranh đầu tiên các em nhé em nhìn bức tranh này với bức tranh mà người đàn ông đang uh, đeo một cái uh, túi ở trên vai như thế này đúng không thì thực tế ra các em có thể suy nghĩ đến những cái đáp án như thế này ví dụ như có thể có một câu statement là the man is carrying cái okay, có thiếu chữ y dài nhé the man is carrying a bag on his shoulder đúng ạ người đàn ông đang vác một cái túi ở trên vai đúng không thì nó sẽ có vẻ rất là đúng ngay với bức tranh đúng không ạ hoặc là the man is walking on the street người đàn ông đang đi bộ ở ngoài đường hoặc là the man is walking outdoors người đàn ông đang đi bộ ở ngoài trời cũng đúng hoặc là the man has white beard em có thể thấy là người đàn ông này đang có dâu không ạ đúng không ạ đấy. đấy thì là đây là những cái statement mà chúng ta có thể nhìn thấy là đúng ngay đối với bức tranh này đúng không Thế nhưng đáp án đúng của chúng ta lại là gì? He is wearing a jacket, đúng không? là người đâu này thì lại đang mặc một cái áo khoác. Từ đây thì các em thấy rằng là từ cái chuyện này chúng ta thấy từ cái cái việc là đáp án có thể đi đi miêu tả một cái thông tin rất là thông tin rất là nhỏ trong bức tranh. thì ở trong một cái bức tranh mà có một người như thế này thì các em sẽ phải suy nghĩ xem là người này đang làm gì. nhưng ngoài ra nữa thì mình cũng phải để ý xem là người này có những cái đặc điểm gì về quần áo hay là đầu tóc mang cái gì hay là có dâu ria hay có kính hay là có cái gì không? đúng không ạ? mình phải để ý kỹ những cái điểm đấy nữa. Bởi vì đáp án nhiều khi có thể đi miêu tả một cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy trong bức tranh hoặc là những cái đặc điểm bên ngoài của một người nào đấy chứ không phải chỉ là miêu tả hành động không thôi, đúng không ạ? hoặc là với một cái tranh mà À, có người lẫn vật ấy, thì phải xem xem cái mức độ tương quan giữa người đấy với vật như thế nào Và ngoài ra nữa ấy, thì để mà có thể miêu tả được theo nhiều cách khác nhau Thì các em sẽ phải học thuộc thật là nhiều từ vựng Đúng không ạ? Mình phải học thuộc thật là nhiều từ vựng nhé Bởi vì nếu như mình không có từ vựng thì làm sao mà mình biết được là à, Từ này nghĩa là gì và nó có đúng với bức tranh hay không Thứ hai, đó là khi nghe chúng ta cần phải xem xét kỹ bức tranh Xem là tranh tả người hay là tranh tả vật Người đang làm gì, có đặc điểm gì Bề ngoài có gì đặc biệt và được miêu tả như thế nào có cái gì ở trung tâm của bức tranh không có cái điểm gì chung hay điểm gì riêng không đúng không ạ rồi tiếp theo đó là trong bốn đáp án như thế này ấy, thì có hai đáp án sai ngay cô lấy ví dụ như đáp án b với đáp án c ở đây các em thấy rằng là người đàn ông này rõ ràng là không cycling và cũng không climbing nên là mình nghe hai đáp án này là mình thấy là ờ uh, sai ngay ờ uh, uh, đúng không ạ nhưng mà đáp án a với cả đáp án d ấy, thì có bạn lại chọn a đấy bởi vì là các bạn ấy nghe thấy cái từ bag là cái túi và cái túi thì nó là một cái gì đấy mà rất là rõ ràng ở bức tranh này. Thế là lại còn picking up là hình như là đang vác lên hay sao ấy thì là chọn A. Đúng không? Nhưng không phải pick up ấy là động từ có nghĩa là nhặt lên, lấy lên hoặc là nhặt lên. Đây là một động từ mà đã khiến rất nhiều bạn phải khóc dở mếu dở đối với TOEIC Part 1. Thế các em phải nhớ kỹ động từ này. Pick up là nhặt lên nhá. Picking up a bag là nhặt cái túi lên thì câu này sẽ sai đối với cái bức tranh này đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án đi cơ vậy thì có hai đáp án sai ngay này các em thấy không hai đáp án sai ngay này một đáp án gây nhiễu chính là đáp án a vừa rồi và một đáp án đúng được chưa đáp án gây nhiễu là đáp án mà có xuất hiện một cái từ nào đấy trong bức tranh nhưng mà miêu tả nó sai thì các em thấy không đáp án gây nhiễu của chúng ta ở đây chính là nó có một cái từ có ở trong bức tranh đây nhưng mà bị miêu tả sai được chưa ok nhá rồi tiếp theo bây giờ mình đến với một cái bức tranh khác nữa này bức tranh này lúc nãy mình cũng phân tích rồi đó là một người phụ nữ làm việc ở trên máy tính đúng không ạ thì ở trong câu này đáp án đúng của chúng ta là đáp án a và các em phải thấy ngay đó là câu này thì đáp án b là uống nước thì cũng là sai ngay đáp án c là đang gọi là xếp chồng đồ đạc lên nhau thì cũng sai đúng không còn đáp án d này thì nó có cái backpack là có cái ba lô này này đúng không ạ? Nhưng mà bảo là đặt đang đặt cái này vào trong ba lô thì nó lại sai. Vậy thì sẽ có những cái đáp án gây nhiễu như vậy. Hai đáp án sai ngay và một đáp án gây nhiễu và một đáp án đúng. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ cùng chuyển tiếp sang một cái bức tranh tả hai hoặc là nhiều người nhé. Với bức tranh này các em biết rằng là đáp án đúng của chúng ta đó là họ đang ngồi ở khu vực gì? Chờ, đúng không? Đấy thì với những cái bức tranh mà tả hai hoặc là nhiều người ấy, thì hoặc là người ta sẽ miêu tả từng người một đang làm gì ví dụ như ở đây người ta có thể miêu tả là một trong những người phụ nữ đang làm gì đúng không ạ hoặc không thì người ta có thể miêu tả là cả hai người họ đang làm gì cùng với nhau thì những cái bức tranh tả hai hoặc là nhiều người ấy, thì người ta sẽ hay miêu tả cái hành động chung giữa những người đó hơn nhưng thi thoảng người ta cũng có thể miêu tả cái hành động riêng đó là một trong hai người làm gì đúng không ạ đó. ở đây người ta đang miêu tả cái hành động chung của hai người đấy là họ đang cùng ngồi ở trong một khu vực chờ ok nào cái tip thứ hai tip thứ hai của chúng ta đó là vừa nghe phải vừa loại trừ đáp án chắc chắn rồi đúng không ạ nghe mà muốn nghe cho nó dễ thì phải vừa nghe vừa loại trừ và sẽ có những cái đáp án đúng ý, thì nó sẽ đúng một phần trăm còn nếu như đáp án sai ý, thì nó chỉ cần sai một chữ thôi thì đấy cũng sẽ là một đáp án sai đúng không ạ thế nào là đúng là phải đúng hết thế nào là sai chỉ sai một chữ thôi cũng là sai ngay ví dụ như ngay lúc nãy thôi chúng ta có những cái từ ví dụ như từ này moving moving làm sao đúng watering sai ngay đúng không cycling sai đó. Đấy, hay là stacking sai tức là mình nghe được cái động từ chính là mình đã thấy nó sai ngay rồi thì mình có thể loại trừ được ngay đúng không ạ ở trong câu này nhá chúng ta cũng có cái cách loại trừ như vậy đó là gì thứ nhất đáp án a sai ở cái từ indoors nó không phải là indoors cái đáp án C không phải là đang xếp hàng Ngoài ra có thể nghe được từ tickets là vé thì cũng sai luôn Đáp án D Unoccupied sẽ là một đáp án sai Đúng không? Ở đây là không phải là unoccupied Đáp án đúng sẽ là đáp án B Ok, với bức tranh này thì sao? Mình cũng sẽ loại trừ đúng không? Đáp án A, người đông đang đẩy Đẩy xe là sai Đây không phải là pushing, đúng không nhỉ? Đây không phải là pushing nhá Đang trả tiền có phải không? Không, không phải đang trả tiền Thế còn đáp án đi là những cái baskets thì đang ở trên sàn nhà Thì đây là đáp án sai Mình vừa nghe mình vừa loại trừ đi Thì mình cuối cùng là mình chỉ có chọn là gì Bây giờ có bốn đáp án nhá hai đáp án sai ngay này một đáp án gây nhiễu này và một đáp án đúng sai ngay là nghe thấy là đã thấy sai rồi đúng không đáp án gây nhiễu và đáp án đúng thì chỉ cần nghe kỹ và cộng với lại là mình tránh đi một vài những cái trường hợp mà rất là dễ nhầm trong số part one thì các em đã có thể làm được ngay ok nhá nào ở tip thứ ba cái thứ ba này thì sao? Với bức tranh tả vật ấy, thì khi các em nghe thấy từ being ấy, thì tranh sẽ phải có người đang làm cái hành động đó. Tại sao nhỉ? Bởi vì being thì chỉ xuất hiện ở trong trích part 1 ấy, sẽ chỉ xuất hiện là ở cái bức tranh là ai đấy đang làm gì, một cái gì đang được làm thôi. Nghe thấy being, nó sẽ chính là cấu trúc bị động của thì hiện tại tiếp diễn. To be, being cộng với P2. Đấy chưa? Ví dụ như này, với cái bức tranh này nhá, chúng ta có một câu có từ being như này tree branches are being cleared off a walkway tức là những cái cành cây ấy thì đang được gì đây ạ? À? chặt khỏi cái con đường đi bộ. Thì các em thấy rằng là đang được thì tức là phải có là some people, some people hoặc là a man hoặc là some hoặc là someone. Someone is clearing trees branches off a walkway. Có một người ở đấy đang thu dọn đi ấy, không phải chặt ạ. À. Cái này là clear off a walkway tức là đang đang dọn ấy. Đang dọn những cái cành cây ra khỏi cái đường đi bộ Đúng không ạ? Nhưng vấn đề là cái bức tranh này là cái bức tranh tả vật Và ở đây chẳng có ma nào cả Đúng không ạ? Chả có ai cả Thì khi mình nghe thấy bi in Thì tức là tranh phải có người đang, đang dọn cây đúng không? Nghe thấy bi in tức là phải có người đang làm cái hành động này đúng không? Nhưng mà ở đây chẳng có ma nào cả Thì dẫn tới là đáp án sai Đúng không? Vậy thì ở đây nói rằng là nếu như tranh không có người thì đấy chắc chắn sẽ là một đáp án sai ngay, đúng không ạ? Và nếu như tranh có người nhưng một người lại làm việc khác thì đương nhiên cũng sẽ là một đáp án sai. Cái này, cái hành động being này tức là phải có người và người đang làm cái hành động này, đúng không? Three branches are being cleared off a walkway thì có nghĩa là ai đấy đang phải đang dọn ấy, đang dọn những cái cành cây khỏi cái đường đi bộ này. Giả dụ như tranh không có người như đáp án này thì đây sẽ đáp án sai ngay, đúng không ạ? hoặc là ví dụ như có người nhưng mà người lại đang ví dụ như là mọi người đang đi bộ trên đường thì họ không dọn cây gì cả thì đương nhiên đấy cũng sẽ là một đáp án sai đúng không? Có người nhưng mà người làm việc khác thì cũng sai. và vì thế nên là ở trong câu này ấy, thì cái being này là một cái từ ấy mà các em sẽ có thể là một cái mẹo chúng ta ở tranh tả vật nhá. nếu như có being mà tranh không có người thì đấy sẽ là một đáp án sai ngay ở đây thì các em thấy rằng là đây là một vài những cái mẹo chung ấy cho chúng ta khi mà chúng ta luyện nghe part 1. Và ở đây cô nhắc lại đó là để đạt được điểm số cao ở phần truy part 1 này thì các em sẽ cần phải có một lượng từ vựng rất lớn. Khi mà các em có từ vựng rồi ấy thì các em sẽ nghe được. Cô lấy ví dụ như thế này. Các em nghe một cái đáp án đối với một bức tranh, chúng ta nghe thấy một câu như này. The man is shoveling snow. Các em bảo là the man is shoveling snow nghĩa là gì vậy ta? the man là người đông rồi này. Shoveling snow là cái gì? Snow thì chắc là chắc là tuyết đúng không ạ? Nhưng mà shoveling thì là gì? Giả dụ như những bạn nào mà không biết từ shoveling snow, từ shovel là động từ xúc tuyết ấy thì các em sẽ có thể là bị làm sai. vì biết đâu các em nghĩ là nếu mà là ném tuyết hay là uh, hay là đang uh, um, đang đang ví dụ như là họ có thể là đang ném tuyết hay là họ đang làm gì trên tuyết chẳng hạn, trượt tuyết chẳng hạn hay gì đấy. Thì biết đâu chúng ta lại chọn sai bức tranh thì sao? đúng không? Nên là cái chuyện nghe được hay không ấy thì 80% là nằm ở việc học từ mới thôi đúng không ạ? Chúng ta có từ mới thì chúng ta sẽ nghe được Nghe được rồi thì chỉ còn xem là nó có đúng bức tranh hay không là xong Đúng không? Rất đơn giản đúng không ạ? Còn nếu chúng ta không có từ vựng ấy thì mình lại phải đoán mà đoán thì bao giờ cũng sẽ risky Đoán thì bao giờ cũng sẽ có những cái rủi ro Vì thế nên tốt nhất là chúng ta cần phải học từ vựng Từ vựng thì quan trọng ở đây là học từ vựng nào Không thể nào mà cứ, cứ mở từ điển ra xong rồi uh, Học tất từ đầu đến cuối đi, đúng không? Ở đây phần thuyết phát quan này chúng ta sẽ có 700 từ vựng Mà cô Phương sẽ soạn cho chúng ta Đó là các từ vựng mà rất cần thiết cho các em Để các em có thể cảm thấy là đi thi nghe đi đi nghe đi đi thi nhá mình nghe cái phần này mình thấy là à Chúng rồi, mình nghe mình hiểu rồi Đúng không? Thì sẽ có khoảng 700 từ 700 từ này xoay quanh rất nhiều về những cái động từ hoặc những cái danh từ mình hay dùng để miêu tả những cái bức tranh và là những bức tranh thường xuyên xuất hiện trong chuỗi part 1 Vì thế nên cái việc học luyện thi này có một cái điểm nổi bật đó là các em sẽ được học những cái từ mà nó sát với bài thi nhất được luyện nghe những cái bài mà sát với bài thi nhất Đúng không? À, vì thế nên trong cái khi đi thi ấy thì các em sẽ nghe được bởi vì nó rơi vào những thứ mà mình đã học rồi Đó nhá thì cái chú ích này luyện rất dễ trúng rất dễ trúng cô sẽ luyện cho các em và các em sẽ trúng tủ ở trong ít nhất là trong các phần thi online các em thấy là đã trúng tủ ngay rồi và đi thi các em cũng sẽ trúng tủ luôn có thể là không trúng tủ một phần trăm thì cũng trúng tủ phải lên đến 80-90% mươi phần trăm được không ạ được nhá ok thế bây giờ mình sẽ cùng đi vào việc phân tích kỹ hơn về cái loại tranh đầu tiên đó là tranh tả một người nhá chúng ta biết rằng là chúng ta có tranh tả một người này tranh tả hai hoặc nhiều người này và tranh tả vật này ạ. đáp án miêu tả của chúng ta thì có thể là miêu tả hành động chính của người đấy nhưng đôi khi cũng có thể miêu tả là cái vẻ bề ngoài của người đấy như thế nào hay là miêu tả là họ đang ngồi ở đâu chứ không nhất thiết phải là miêu tả là họ đang làm gì đúng không ạ tranh tả vật thì có thể là miêu tả xem là cái vật này nó ở vị trí như thế nào vân vân bây giờ thì mình sẽ cùng đến với loại đầu tiên đó là tranh tả một người các em nhá photos of single person ở đây chúng ta thấy là đây là một bức tranh có một người đàn ông Đúng không ạ? Người đông này thì đang đọc một cuốn sách. Đây là sách đấy nhá. À, và người đông này thì đang uh, cũng đang mặc một cái đồ trông khá là lịch sự, đúng không nhỉ? Đứng bên cạnh một cái tủ tủ gỗ, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử giúp cô cái câu hỏi này và xem ra đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhá. Và đây chính là đáp án của chúng ta Đáp án của cái câu miêu tả tranh vừa rồi của chúng ta chính là đáp án B He's reading a book Tức là anh ấy đang đọc một cuốn sách, đúng không nhỉ? Đáp án A, he's writing a letter Là anh ấy đang viết một lá thư Ở đây rõ ràng không phải là viết thư rồi, đúng không ạ? Vậy đây là một đáp án sai ngay Đáp án C, he's serving some food Tức là anh ấy đang phục vụ đồ ăn Đây cũng là một đáp án sai ngay Vậy đây là hai đáp án sai ngay đúng không ạ? Đáp án đi, he's holding a piece of paper. À, đây là một đáp án gây nhiễu của chúng ta. Tức là người đông đang cầm một mẩu giấy. Thì cái này em thấy ở đây cũng là đang cầm đúng cái gì đấy đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở đây là như cô đã nói đấy, tranh này có thể hơi mờ một tí nhưng đây là sách chứ không phải là mẩu giấy. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B chứ không phải là đáp án đi. Đấy không? Rất đúng theo cái quy luật mà cô đã nói với các em đó là hai đáp án sai ngay Một đáp án gây nhiễu và một đáp án đúng như vậy Thực ra các em chỉ có lựa chọn giữa 50-50 thôi Đúng không nhỉ? 50-50 mà không chọn được một đúng một sai Và không chọn được nữa thì thôi chứ gì nữa Có nhiều bạn bảo là 50-50 nhưng mà em vẫn chọn sai Đúng không? Đây thì tuyệt vời rồi Đấy nhá Thì đây là tranh tả một người Vậy thì tranh tả một người trong chú ích thì thường hay có những chủ đề nào sau đây mình sẽ cùng tìm hiểu một số những chủ đề thường gặp trong thôi Part 1 nhá Nào, đầu tiên đó là gọi điện thoại Gọi điện thoại chúng ta có thể gặp những cái câu để miêu tả như thế này Sau đây chúng ta sẽ cùng xem cô đọc, chúng ta đọc theo nhá Đọc theo, đây là tất cả những cái câu mà để thể hiện cái ý đó là người ta đang gọi điện thoại Tất cả những câu này ý đều là gọi điện thoại hết Nào, chúng ta cùng xem từng câu một nhá The woman is talking on the phone Người phụ nữ đang nói chuyện trên điện thoại. The woman is conducting a phone conversation. Người phụ nữ đang tiến hành một cuộc hội thoại ở trên điện thoại. Cũng vẫn thế đúng không ạ? The woman is using her cell phone. Người phụ nữ đang sử dụng điện thoại di động của cô ấy. The woman is holding a receiver to her ear. Người phụ nữ đang cầm một cái ống nghe ở vào áp vào tai. Thì cũng là có thể là đang gọi điện hoặc là đang nhận cuộc điện thoại đúng không ạ? Đáp án tiếp theo, câu tiếp theo đó là The man is calling from a public phone Người đông đang gọi điện từ một cái bốt điện thoại công cộng Được chưa? Thì đây là những câu mà rất hay thi trong số phát one mà liên quan đến là gì? Making a phone call okay nhá Nào tiếp theo, making a speech Đây cũng là một chủ đề rất hay thi trong số phát one đó là làm một cái bài phát biểu, một cái bài diễn văn Nào, the woman is making a speech Người phụ nữ đang có một cái bài diễn văn. The woman is giving a lecture. Người phụ nữ đang giảng bài. She is speaking into a microphone. Cô ấy đang nói chuyện vào một cái mic. She is presenting at a podium. Tức là cô ấy đang diễn thuyết ở trên một cái bục ấy. Podium đây tức là một cái bục dành cho người diễn thuyết đấy ạ. Và the man is gesturing with his hands. Tức là người đàn ông đang có những cái cử chỉ bằng tay đúng Miêu tả khi người ta diễn thuyết thì người ta hay có những cái uh, body language, đó, ngôn ngữ cơ thể, Đấy. Cửa thể cơ thể rồi điệu bộ bằng tay như thế này. Đấy, thì đây là những câu miêu tả rất đúng đối với cái chủ đề đó là gì? Thuyết trình. Được chưa? Tiếp theo, working at the desk làm việc ở trên bàn. Chú ích là tiếng Anh dành cho người đi làm. Đi làm thì đương nhiên là rất là dễ là làm ở trong văn phòng, làm trong văn phòng, ở trong ở trên bàn, làm ở bàn của mình đúng không ạ? He, she is working at a desk. Cô ấy đang làm việc ở bàn. She is handling a stack of papers. Cô ấy đang xử lý một đống giấy tờ. Cái từ stack là đống nhá. She is sorting through some papers. Cũng là cô ấy đang sắp xếp giấy tờ. A woman is reading at a cluttered desk. Người phụ nữ đang đọc ở một cái bàn rất là bừa bộn. Và he is working with electronic devices. Anh ấy đang làm việc với một cái thiết bị điện tử. Ok chưa? Nào chủ đề thứ tư chúng ta có chủ đề là ăn ở trong nhà hàng cái này cũng rất hay thi Nào, the man is sipping his drink Người đông đang nhấp từ cái đồ uống của mình Nhấp một ngụm nước chẳng hạn đúng không Sipping The woman is holding a kitchen utensil Người phụ nữ đang cầm một cái một cái đồ gọi là dụng cụ ở nhà bếp ấy ạ à. à, Ví dụ như là dao, dĩa vân vân The cook is preparing some food Người đầu bếp đang chuẩn bị một ít đồ ăn The man is pouring something into a cup. Người nông đang đổ một cái gì đấy vào trong một cái tách. The chef, master chef, đúng không ạ? Đầu bếp is stirring something in a pot. Người đầu bếp đây đang khuấy một cái gì đấy ở trong cái chảo. The server is taking an order. Tức là người phục vụ thì đang ghi chép gọi là Uh, gọi là ghi chép order ấy đang đang nhận những cái gọi món của khách hàng. The server is setting the table, tức là cái người phục vụ đây đang chuẩn bị bàn. The server is clearing dishes off the table, người phục vụ đây là đang dọn đĩa khỏi bàn. The customer is studying the menu, khách hàng đây là đang nghiên cứu thực đơn. The woman is making a selection from the menu, người phụ nữ đang chọn món từ thực đơn. Đấy, đấy, là những từ mà chúng ta có thể gặp phải trong chủ đề ăn ở trong nhà hàng nhá Nói Tiếp tục ạ, à, nhìn cái gì? Trời ơi, tranh đang nhìn cái gì thôi cũng có thể miêu tả bằng một số những cái từ như sau Một số những cái câu như sau He is staring at the screen Tức là anh ấy đang nhìn chăm chăm vào màn hình He is gazing at the scenery Anh ấy đang nhìn chăm chăm vào quang cảnh Quang một cái cảnh cảnh nào đấy. He is viewing some artworks. Tức là anh ấy đang xem tác phẩm nghệ thuật. He checking information on the monitor. Thì anh ấy đang kiểm tra thông tin ở trên màn hình. The man is browsing in the bookstore. Người đàn ông đang browsing. Là browsing là một cái động từ cũng rất hay thi trong chuỗi phát 1 Tức là họ đang đi, gọi là đi vòng vòng ấy. Đi, gọi là đi gì nhỉ? Uh, đi lướt lướt ấy để xem ấy đúng không ạ? thì ở đây là người đông đang gọi là đi lang thang trong hiệu sách để đi xem hoặc là mua đúng không ạ? The woman is looking through some scarf. On the rack, người phụ nữ đang xem xét một số những cái khăn quàng ở trên cái giá treo. Rack là giá treo, giá treo quần áo hoặc giá treo khăn. The woman examining an assortment of desserts. Người phụ nữ đang xem xét một loạt những cái đồ uh, tráng miệng. The woman is inspecting a packet. Người phụ nữ đang kiểm tra một cái kiện hàng. He is reviewing some papers. Là, anh ấy đang xem xét một số những cái giấy tờ. OK nhá thì ở đây chúng ta vừa mới học qua ấy, những cái từ vựng thuộc năm cái chủ đề có thể nói là most common topics in twig part one tức là năm cái chủ đề gì phổ biến nhất nó là phổ biến nhất ngoài ra vẫn còn những cái chủ đề phổ biến nhì và phổ biến thứ ba nữa các em nhá chúng ta còn phải học rất nhiều đúng không ạ nhưng ở đây là những cái gọi là phổ biến nhất đi ok bây giờ mình sẽ cùng học từ vựng qua hình ảnh các em nhá nào bức tranh đầu tiên chỉnh cái kính đúng không ạ Ví cô Phương ở đây đang bị cận và nhiều khi phải chỉnh kính đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng từ là adjusting glasses. One man is adjusting his glasses. Ok? Đây là một người đông đang cúi người và đang cúi qua cái hành lý của mình. A man is bending over his luggage. Tiếp tục ạ. Nếu như chúng ta muốn nói về là một người đang vác cái gì ở trên vai thì các em có thể dùng động từ là carry something over the shoulder. Ok, ví dụ ở đây người đông đang uh, vác một cái áo ở trên vai đấy Đúng không ạ? Các em có thể nói câu là The man is carrying a jacket over his shoulder Ok, change, thay đổi The man is changing the light Người đông thay bóng đèn Đúng không ạ? Rồi tiếp nhé She is cutting pieces of fabric Cô ấy đang cắt những cái miếng vải ấy Thì các em mới dùng động từ cut Fabric là vải sợi nhá Tiếp tục ạ, chúng ta có động từ empty em chỉ có nghĩa là đổ dốc hoặc là làm cạn ví dụ như là mình đổ rác chẳng hạn đấy là một cái hành động mà thể hiện rất rõ cái động từ em chỉ đúng không um, em chỉ the rubbish bin đấy, đổ cái thùng rác đi hoặc là ở đây là người ông đang uh, gọi là làm đang, đang đang dốc ấy đang dốc cái cái can đấy vào trong một cái cốc đúng không ạ là dốc một cái can đựng um, nước hay là đựng dung dịch gì đấy vào trong cái cốc này đúng không? Emptying something into a cup. Ok, tiếp fill. Fill thì chúng ta có thể là điền vào hoặc là đổ đầy cái gì. Ví dụ a man is filling in the document. Một người đàn ông thì đang điền vào tài liệu. Tất nhiên là cái tranh này thì không được nhìn, chúng ta không nhìn thấy người đàn ông đúng không? Nhưng ở trong bức tranh của Chuy Part 1 thì các em phải nhìn thấy người thì các em mới nói là man hoặc là woman nhé. Nếu như mình không nhìn thấy là man hay là woman mà người ta miêu tả như thế này thì đây chính xác là một đáp án sai so với bức tranh này. Vì lý do là tôi làm sao biết được là tay người này là tay người nam hay tay người nữ, đúng không? tweet part one tức là miêu tả chính xác những gì nhìn thấy trong tranh, đúng không? Nếu như câu này ấy, mà người ta không biết là nam hay nữ thì các em có biết đâu Người ta sẽ chuyển câu này thành câu bị động. Các em sẽ nói là a document is being filled in là một tài liệu đang được điền Như thế này thì nó sẽ đúng với bức tranh đúng không? Bởi vì là tôi nói mỗi là tài liệu đang được điền thôi Thì có nghĩa là tôi không biết là đấy là người nam hay người nữ Đấy cũng là một cái ứng dụng của câu bị động Câu bị động được sử dụng để khi mà mình không biết là ai làm cái hành động này Thì mình sẽ dùng câu bị động Câu này thì sao? Đổ đầy vào trong thùng với dầu Tức là đổ đầy cái thùng dầu này The woman is filling a barrel with oil Ok Tiếp tục Handing Chúng ta có động từ hand, hand là đưa tay, đưa cho ai cái gì đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có này, one man is handing his key to the other. Một người đang người đang đưa chìa khóa cho người còn lại. Đấy, handing, handing something to someone. Ngoài ra chúng ta còn có động từ hand in, có nghĩa là nộp. Ví dụ mình nộp một cái bài nào đấy thì dùng hand in. Tiếp tục chúng ta có động từ lean là dựa. Ví dụ cô Phương đang dựa vào bảng chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là Miss Phương, the woman đúng không nhỉ? The woman is leaning against The board, Now, lean against là dựa vào. He is leaning against the wall. À, anh ấy đang dựa vào tường. Ok, tiếp tục ạ. Chúng ta có động từ hold cầm nắm đúng không? À, ngay trong cái ví dụ bên ngay bên trước chúng ta có câu là he is holding a piece of paper. Tức là anh ấy đang cầm một mẩu giấy đúng không ạ? À, ở đây chúng ta có holding in the hand. <laughs> nắm chặt ở trong tay she is holding a phone in her hand tức là cô ấy đang cầm một cái chiếc điện thoại ở trong tay be pouring đổ hoặc là rót he is pouring water into a cup anh ấy đang rót nước vào trong một cái cốc một cái tách đúng không tiếp bạn à, Rich. Rich là với à. mình với với lấy cái gì nào the boy is reaching for a book cậu bé đang với lấy quyển sách stare nãy mình học rồi đúng không? Stare là động từ mà kết thúc bằng e chúng ta bỏ e thế mình stare at tức là nhìn chằm chằm vào cái gì. He is staring at the girl. Anh ấy đang nhìn chăm chằm vào một cô gái. Đúng không ạ? Ok tiếp tục ạ. À. Conduct a phone conversation tức là nói chuyện điện thoại. Cái này mình cũng vừa học xong đúng không? Nào. She is conducting a phone conversation. Cô ấy đang tiến hành một cuộc điện thoại, hội thoại ở trên điện thoại. Thay vì lúc nào cũng phải là she is making a phone call Người ta có thể nói là She is conducting a phone conversation Now podium Như cô đã nói đấy Podium là cái bục Bục dành cho người diễn thuyết đấy ạ à. Thì đây là she is presenting at the podium Tức là cô ấy đang diễn thuyết ở trên bục Rồi tiếp tục Sort out là phân loại Sort out hoặc là sort through She is sorting out some papers Cô ấy đang phân loại một số những cái giấy tờ Now Hold some utensils, tức là đang cầm một số những cái dụng cụ nấu ăn. She is holding eating utensils. Ok. Tiếp theo chúng ta có động từ stir. Động từ này em sẽ phải gấp đôi r lên rồi sẽ thêm vào ở thì tiếp diễn nhé. Be stirring là khuấy hoặc là đảo. The chef is stirring something in the pot, tức là người đầu bếp ấy thì đang khuấy một cái gì đấy ở trong cái nồi này, đúng không ạ? rồi tiếp tục chúng ta có động từ study the menu tức là nghiên cứu thực đơn mình sẽ không dịch là học thực đơn nhé mình sẽ dịch là nghiên cứu thực đơn the customer is studying the menu ok tiếp tục ạ à, leo thang climbing the ladder the woman is climbing the ladder người phụ nữ đang leo lên trên bậc thang tiếp theo ạ à, nói vào mic cái câu cụm là speak into a microphone she is speaking into a microphone rồi tiếp tục ạ. À? Quét đường. The woman is sweeping the street. Quét nhá. quét đường. Rồi tiếp, take a photo. Chụp ảnh đúng không? She is taking a photo of the flowers. Cô ấy đang chụp ảnh hoa. Nào, đây chính là động từ browsing mà cô nói với các em lúc nãy. Đó là đi gì đây? Đi lòng vòng. Đi lướt lướt để đi xem đúng không ạ browns động từ này cũng là động từ kết thúc bằng e các bỏ e thay minh nhá she is browsing in a bookstore cô ấy đang đi xem ở trong cái hiệu sách rồi tiếp ạ feed là cho ăn đây cũng là một động từ rất hay thi trong thuyết phát hoàn ví dụ như là người đông cho đây là cho uh, vịt ăn đúng không người đông là cho ngựa ăn hay là cho chó ăn a man is feeding the ducks by hand người đông đang cho vịt ăn bằng tay okay. Tiếp tục Be displaying the items Tức là trưng bày hàng hóa Chúng ta có từ display à, Thì ở đây là người ông đang trưng bày Đúng không? The man is displaying the products à, Những cái hàng hóa đang được trưng bày Thì một chút nữa sau này mình học ấy Khi mình học về um, Về những cái tranh tả vật ấy Thì các em cũng sẽ có cấu trúc là To be on display thì Là một cái gì đấy đang được trưng bày Thì ở đây trong câu này của chúng ta là Người đông đang trưng bày hàng hóa nhé Sản phẩm đúng không ạ. Tiếp theo chúng ta có cụm address the audience. Tức là đang diễn thuyết cho các khán giả xem. The man is addressing the audience. Tức là người đông đang diễn thuyết cho khán giả. Ok. Tiếp tục ạ. To be about to do something nghĩa là sắp sửa làm gì. The woman is about to drive the vehicle. Người phụ nữ đang chuẩn bị lái xe. Đấy, không? Đấy thì tức là ở đây là vẫn còn đang nhìn ở đây tức là chưa lái đúng không chuẩn bị lái và câu này là nhìn vào màn hình nhìn vào màn hình chắc chắn là đang học online của cô Mai Phương đây rồi đúng không she is looking at the monitor cô ấy đang nhìn vào màn hình máy tính ok thì trên đây là lại thêm một số những cái từ vựng nữa mà thuộc về cái tranh tả một người À, chúng ta vẫn còn những cái từ vựng khác nữa về tranh tả một người. Các em ạ, à, đây mới chỉ là những cái sơ bộ thôi. Vậy thì với những từ sơ bộ này thì yêu cầu của em, về nhà chúng ta sẽ phải học thuộc hết tất cả những cái từ vựng này nhá. Chúng ta học thuộc, học đi học lại, đọc to rồi thì là uh, nhìn tranh Viết xuống, nó tóm lại là làm thế nào để làm chúng ta học hết những cái từ vựng này đi để chúng ta có thể uh, bắt đầu luyện nghe những cái tranh tả một người các em nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một vài bài tập trước khi mình kết thúc tiết học ngày hôm nay nhá. Chúng ta cùng đến bài bài tập đầu tiên. Ở Bài tập này chúng ta có một người đông như này. Đúng không ạ? Đang uh, nhìn vào một số những cái tranh ở trên cái bảng này, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ với bức tranh như thế này, chúng ta sẽ được nghe năm câu tường thuật các em hãy nghe năm câu này và xác định xem các câu này là đúng hay là sai với bức tranh này á OK, chúng ta có 5 câu tường thuật đúng không nhỉ? Và câu đầu tiên, he's looking at the computer monitor. người đâu này đang nhìn vào màn hình máy tính, cái này có phải là computer monitor không ạ? Không, vậy đáp án này false. Câu thứ hai, he's looking out the window. cái này có phải là window không ạ? Không đúng không? Không phải là đang nhìn ra ngoài cửa sổ đúng không? Vậy câu này false. He's reading the words on the wall. tức là anh ấy đang, ông này đang đọc những cái từ, ở à đây có mấy cái từ này, đang đọc những cái từ ở trên tường đây đáp án đúng đúng không ạ? True. He's staring at the instructions on the wall. đang nhìn chăm chăm vào những cái chữ ở trên tường thì đây cũng là một đáp án chính xác. Và câu cuối cùng, he's closely examining the words written on the wall. là anh ấy đang kiểm tra kỹ lưỡng những cái từ mà được viết ở trên tường thì đây cũng là một đáp án đúng. Các em thấy rằng nè ở đây mình có ba câu này đều đúng với bức tranh đúng không? nhưng em phải thấy rằng là uh, câu này người ta đọc từ người ta dùng từ read, uh, câu thứ tư người ta lại dùng từ stare at nhìn chằm chằm vào, câu thứ năm người ta dùng từ closely examining là xem xét kỹ. bản chất của ba cái này thì đều gì đều giống nhau, đều đúng với bức tranh này và đều cùng miêu tả một cái hành động đấy. nhưng em thấy rằng là cùng một hành động nhưng người ta có thể miêu tả bằng nhiều cách khác nhau, đúng không? vậy thì phải làm thế nào nhỉ? Phải học từ, đúng rồi, phải học từ, đúng không? Học từ là quan trọng nhất để các em có thể nghe được Nếu như các em nói rằng là cô ơi, em không nghe được Thì cô sẽ suy ra câu đấy bằng câu là cô ơi, em lười học từ vựng lắm cô ạ à. Được chưa? Đấy là, tuy các em thôi, nếu như các em muốn nói rằng là cô ơi, em, em không nghe được Thì sẽ bằng với câu là em đã học từ vựng chưa Được chưa? Học từ vựng thì có nhiều cách để mình học từ vựng Nhưng ở đây có thể thấy là các em cứ học từ vựng theo tranh này và học từ vựng theo từng cái chủ đề của chú ích này cô thấy rằng là cũng rất là một cách rất là hay để các em phải tăng cái vốn từ cho mình ok nhá nào đây là bài đầu tiên bây giờ mình cũng đến với một bài nhỏ cuối cùng nữa trước khi mình kết thúc tiết học nhá bây giờ chúng ta sẽ có 8 câu các em sẽ nghe và các em thử điền giúp cô các từ mà các em nghe được vào trong 8 câu sau đây nhá Ok, còn đây sẽ là đáp án Câu đầu tiên The woman is cleaning the street with a broom Người phụ nữ đang quét đường đấy với một cái chổi Broom nhé The woman is examining the girl's arm Người phụ nữ đang kiểm tra cái tay của cô bé Người phụ nữ chắc là bác sĩ đúng không ạ? Câu số 3 He is conducting a phone conversation at the desk Anh ấy đang tiến hành một cuộc điện thoại ở bàn làm việc The speaker is speaking into the microphone. Người nói đây đang nói vào mic. He is writing on the paper with a pen. Anh ấy đang viết trên một cái tờ giấy ấy, với một cái bút. She is pouring liquid into the cup. Nó là cô ấy đang rót một cái chất lỏng vào trong cốc. Ở đây người ta dùng hẳn từ liquid. Bởi vì là nhìn tranh ấy, người ta có thể nghĩ là không biết cái này có phải nước hay không người ta có thể dùng từ liquid chất lỏng ạ à. the man is working at the computer mình đâu ngoài đang làm việc trên máy tính the woman is carrying something under her arm người phụ nữ đang mang vác một cái gì đấy ở dưới cánh tay của mình kẹp vào nách như này đúng không ạ đấy chính là carrying something under her arm ok và đấy là tất cả những nội dung mà cô Phương gửi tới các em trong tiết học đầu tiên luyện nghe cho phần tweet part 1 tôi có hy vọng rằng là các em đã À, hiểu hơn về những cái yêu cầu của cái dạng bài Swift Part 1 này cũng như là làm sao để các em có thể nghe được và bây giờ chỉ còn mỗi một cách nữa là học từ mới thôi đúng nhỉ? Vậy bài tập về nhà ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ phải học hết tất cả những cái từ mà cô đã giao chúng ta trong tiết học ngày hôm nay Tiếp sau thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta về những cái từ vựng khác nữa này cũng như là những cái dạng bài như là à, tranh miêu tả hai hoặc là nhiều người nhé Cô vui chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.